Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Thân ái kính chào hội thánh của Chúa, chào hết tại con cái của Chúa, chào gia đình ở Tàu Noe. Chúng ta cảm ơn Chúa thật là nhiều. Và sáng nay chúng ta cùng nhau đến với lời của Chúa. Tôi không muốn là mất thì giờ của hội thánh Ngài. Bây giờ ta cùng nhau dỡ ra Phúc Âm Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Ma-thi-ơ đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Ma-thi-ơ đoạn 13, xin lỗi, đoạn 3, câu 13 đến câu 17. Và chúng ta cũng dỡ sẵn Luca đoạn 4, câu 1. Xin mời Hội Thánh đồng đứng lên và tôi xin công bố lời của Chúa. Bắt đầu từ Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 đến 17 trước, và sau đó Hội Thánh sẽ cùng tôi đọc Luca đoạn 4 câu 1. Khi ấy Đức Giê-xu từ xứ Ga-li-lê đến cùng dân tại sông Giô-đan đặng chịu người làm phép báp têm. Song dân từ chối mà rằng: chính tôi cần phải chịu Ngài làm phép báp têm mà Ngài lại trở đến cùng tôi sao? Đức Giê-xu đáp rằng: bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình. Chữ công bình đây đúng nguyên bản của Kinh Thánh, đó là chữ công chính nha, chúng ta phải để ý điều này. Chúng ta làm trọn mọi việc công chính như vậy. Dân bèn vâng lời Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Xin mời Thánh đọc với tôi Luca đoạn 4 câu 1. Chúng ta bắt đầu. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về, thì được Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Chúng ta đọc lại một lần nữa. Đức Chúa Giêsu đầy dẫy Đức Thánh Linh ở bờ sông Giô-đan về, thì được Đức Thánh Linh đưa đến trong đồng vắng. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi. Sáng nay với Phúc Âm Ma-thi-ơ và Luca là câu gốc đoạn 4 câu số 1, thì chúng ta có một cái chủ đề tiếp tục ở trong dòng chảy, đó là tôi tin Đức Thánh Linh. Với cái chủ đề của sleep hôm nay, đó là làm thế nào để được đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mặc lệnh được đầy dẫy Đức Thánh Linh, chúng ta đã nghe nhiều rồi phải không ạ? Chúng ta đã nghe nói nhiều. Và đặc biệt là những anh em ở trong một vụ giải cứu ở đây, hoặc là các con cái của Chúa đã có những thời gian mà theo dõi những loạt bài giảng của tôi ở trên các YouTube, thì chắc chắn chúng ta biết tôi thường nói về sự đầy dẫy Đức Thánh Linh, bởi vì đây là một lẽ thật rất rất quan trọng. Có nhiều người không biết đây là một mạng lệnh. Có nhiều nơi rao giảng lời của Đức Chúa Trời thì họ liên tục giảng 1/10 là mạng lệnh. Họ luôn giảng về sự dâng hiến. Nhưng đối với tôi, một mạng lệnh mà khiến cho cả đời sống của chúng ta kinh nghiệm được sự sống sung mãn thuộc linh lẫn thuộc thể, đó là sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Và một mạng lệnh khiến chúng ta, giữ chúng ta khỏi phạm tội với Đức Chúa Trời. Tôi biết rằng sự dâng hiến 1/10 là chìa khóa của sự thịnh vượng. Nhưng có nhiều con cái của Chúa khi còn nghèo á, còn kính sợ Chúa, nhưng mà khi bắt đầu giàu có, thịnh vượng về của cải, về vật chất, về nhà cửa, thì họ không còn kính sợ Chúa nữa. Nhưng sự đầy dẫy Thánh Linh là một mạng lệnh. Thì đối với tôi, chủ đề đầy dẫy Thánh Linh rất rất là quan trọng. Và liên tục tôi khao khát, liên tục tôi thèm khát, liên tục tôi nói với Đức Thánh Linh rằng: con cần Ngài, mà không phải con chỉ cần Ngài trong lúc con có năng đề, nhưng mà con cần Ngài trong từng giây, từng phút của cuộc đời con. Và rồi, nhiều người thì lại có một cái nhìn, đó là đầy dẫy Thánh Linh chắc là phải là một ông mục sư được ơn thì mới được đầy dẫy Thánh Linh. Hoặc giả, đầy dẫy Thánh Linh phải là mình phải có điều kiện nào đó, mình phải đáp ứng cái điều kiện nào đó, mình phải học trường thần học,
Mình phải là người leader worship, mình phải là trưởng ban thanh niên, mình phải là ông thư ký, ông tư hóa, hay là mình là một thầy truyền đạo, hay mình là một nhân sự truyền giáo, thì mình mới đáp ứng điều kiện để đầy dạy thánh linh. Không, thưa hội thánh, mạng lệnh đầy dạy thánh linh của Chúa là dành cho tất cả mọi người nào thừa nhận mình tin Chúa Jesus Christ và nhận Ngài làm cứu Chúa cuộc đời của mình. Và khi tôi được đầy dạy thánh linh, hội thánh của Chúa được đầy dạy thánh linh, chúng ta mới phản chiếu ảnh tượng của Chúa có thể Giêsu cho tôi nghe chứ, amen. Chúng ta không tự phát sáng được, chúng ta không tự bày tỏ sự hiện của Chúa được. Anh em ngày hôm nay có nhiều chức sắc, họ không có sự hiện của Chúa, cho nên họ mượn cái bộ trang phục là tôi gọi là áo lễ đó, họ may một chiếc áo lễ nó trân trọng, họ đội cái mũ trân trọng, họ ngồi chiếc ghế, họ không ngồi với hội thánh của Chúa bình thường đâu, họ được tôn cao lắm, đến mức độ họ có một cái ghế như vua vậy đó, ở trên cái bục giảng này. Và Chúa nói với tôi rằng, đó là tôn giáo. Khi họ không có sự nhiệm của Chúa, thì họ làm cho mọi cái, để cho người khác biết rằng, họ là người hầu việc Chúa. Nhưng như tôi nói, ai cũng có thể biết chúng ta là con cái Chúa, ai cũng có thể biết chúng ta là người phục vụ Chúa. Nhưng coi chừng Chúa nói gì, con không phải là con cái của ta, con không phải là tôi tớ của ta. Và đặc biệt chúng ta đang sống trong những ngày sâu rốt của những ngày sâu rốt. Chúa Giêsu đã từng nói gì? Trước ngày Chúa Giêsu quang lâm là tái lâm đó, để đón tiếp nàng dâu của Ngài, thì có rít giả này, phải không ạ? Có tiên tri giả này, phải không? Và có giáo sư giả nữa. Và đến mức Chúa Giêsu nói gì? Đến một lúc các ngươi sẽ nghe nói, đó là rít ở đây, đấng rít ở đây, đấng chịu sức dầu ở đây, đấng chịu sức dầu ở chỗ kia, thì đừng có tin. Và ngày nay chúng ta thấy con cái của Chúa cứ chạy theo những người được sức dầu, những người được ơn. Và như trong lớp học của tôi dạy, tôi có theo dõi một mục sư ở tại Nam Phi. Ông rất được ơn. Đối với tôi là trước khi tôi chưa khám phá ông ấy, thì ông là một người rất được ơn. Ông cũng đuổi quỷ, ông cũng được chữa lành, và ông có một hội thánh Omega Church rất là lớn. Nhưng sau đó tôi càng theo dõi, tôi nói, ô, ông mục sư này đã ca ngợi sách Henoch, là cái sách mà những người có thần của Chúa đều nói rằng đây là ngụy kinh, có nghĩa là cuốn sách không được liệt kê vào kinh thánh. Vì các học giả đã đọc sách đó vào xác nhận rằng đây không phải là thần cảm, đây không phải là do Đức Linh vận hành hà hơi để viết sách đó, mà đây là ma quỷ tác giả. Như vị mục sư tôi nói đó đã ca ngợi. Anh em, tôi này xin em hãy tỉnh thức. Bởi vì con cái Chúa thường thấy quyền năng là thích. Nhưng anh em, Chúa nói ma quỷ có làm phép lạ không ạ? Hello? Ma quỷ có làm phép lạ không ạ? Có làm phép lạ. Nếu ta đọc khải huyền, nếu ta đọc khải huyền, con thú bị thương như đã chết rồi, nhưng mà con rồng ở dưới biển đi lên, ban cho nó sức lực và nó đã được chữa lành và nó đã sống lại, nó gây sự ngạc nhiên cho toàn thế giới loài người, đúng không? Tôi này xin có cái của Chúa phải tỉnh thức. Ở Việt Nam của chúng ta cũng có rất nhiều người đuổi quỷ chữa lành, nhưng coi chừng họ đang là giáo sư giả, họ đang là tiên tri giả mà chúng ta không biết. Tôi phát hiện, bởi vì cứ xem trái thì biết cây. Amen. Cứ xem trái thì biết cây. Và nhiều con cái của Chúa thì cứ thích, thấy phép lạ là thích. Nhưng phép lạ đó phải đến từ đâu? Coi chừng nó không đến từ thánh linh, mà nó đến từ tà linh. Anh em biết rằng khi một người, Chúa Giêsu là đấng đầy dạy Đức Thánh Linh, khi Ngài làm phép lạ, Ngài không có tôn cao chính Ngài. Amen. Amen. Ngài không tôn cao chính Ngài. Nhưng mà ngày nay trên thế giới có rất nhiều người, họ làm phép lạ, họ đuổi quỷ chữa lành, nhưng họ đã tôn cao con người của họ, họ đã tôn cao chức vụ của họ, và họ còn dạy, họ mở lớp họ dạy cái gì? Đuổi quỷ là phải quay clip,
rồi đăng lên trên Facebook, đăng trên mạng xã hội để kiếm tiền. Wow. Tôi nghe tôi sợ quá. Và nhiều người nói với tôi là mục sư, tại sao cái mục vụ của mục sư như vậy mà mục sư không có quay clip, không đưa clip lên mạng để có tiền. Tôi nói gì? Chúa phán với tôi rằng ta đã ban cho con nhưng không, thì con hào về Chúa chúng ta nhưng không. Con đã nhận lãnh ân tứ một cách nhưng không, thì con phải ban cho một cách nhưng không. Amen. Và tôi trả lời với những người bảo tôi kiếm tiền bằng điều đó, tôi nói gì? Nếu mà clip về giải cứu thì tôi có nguyên một cái ổ cứng, một tê, một màng, xin lỗi, một ngàn gì, biết bao nhiêu clip. Và tôi không hề đưa những cái công tác giải cứu của chúng tôi, những cái hình ảnh, những cái thước phim để giải cứu người này đưa lên trên mạng. Và tôi chỉ nhìn như vậy, tôi biết rằng wow, đây bây giờ ở bên ngoài có những marketing, có những nhà quảng cáo, có những hình ảnh, thì trong giáo hội nói chung có nhiều người cũng học điều này để quảng cáo chức vụ của họ. Và tôi nhìn vào Jesus là gương mẫu của một đời sống đầy dạy đức thân cho tôi nghe chị. Amen. Không ai là gương mẫu của sự đầy dạy đức thân bằng Chúa Giêsu, là cứu Chúa của mỗi một chúng ta hôm nay. Amen. Không ai ngoài Chúa Giêsu, không ai là gương mẫu để cho tôi và em nói theo. Đến mức sư đồ Phêrô, ông đã từng không bước đi theo dấu chân của Ngài, cho nên ông đã chối Chúa ba lần, ông bỏ chức vụ và trở về nghề đánh cá. Nhưng mà sau khi ông đầy dạy đức thân á, không phải là cuối tuần, thì ông đã nói trong bức thư của ông viết, ông nói gì? Chúa đã để lại chúng ta dấu chân để chúng ta noi theo dấu chân của Ngài. Amen. Amen. Và sứ đồ Phaolô bắt đầu từ đó, ông không làm một tôi tớ của Chúa bỏ chức vụ nữa. Tôi nghe chị. Amen. Ông đã chết một cái chết khi đến La Mã đóng đinh ông. Ông nói với Chúa, ông nói với những người đến La Mã gì? Tôi không đáng chết giống như thầy của tôi là Giêsu. Hãy đóng đinh tôi ngược lại, chắp đầu xuống đất và đưa hai chân lên trời. Anh em, ông đã khiêm nhường đến mức cái chết ông cũng không dám giống thầy của mình. Amen. Amen. Anh em, và đối với tôi, những ngày qua tôi giảng về Đức Thánh Linh và Đức Thánh Linh của Chúa tiếp tục theo đuổi tôi. Ngày qua trong cái tiệc sinh nhật của vợ tôi thôi, anh em biết rằng tôi ngồi đó, cái xác tôi ngồi đó, nhưng Thánh Linh đang nói chuyện với tôi. Anh em không hề hay biết đâu. Ngài nói những điều gì tôi sắp giảng cái năm sau hôm nay. Và sáng sớm hôm nay, tối qua thì tôi mưa lớn, Chúa cho, cảm ơn Chúa cho mưa lớn hơn. Và tôi chỉ cần một tiếng động nhẹ là tôi không có ngủ được. Và đến phải là 12 giờ mấy thì tôi mới chợp mắt được. Nhưng sau khi tôi thức giấc thì năm 2015, đó thật đối với tôi là buồn rồi. Tôi thấy thì tôi thấy dạy con số anh em đã dậy. Tôi vệ sinh cá nhân xong tôi vào trong phòng bắt đầu cầu nguyện với Chúa, bắt đầu đọc kinh thánh những điều gì Chúa nói với tôi. Và bây giờ chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu là gương mẫu để Ngài được đầy dạy Đức Thánh Linh cho tôi nghe chứ. Amen. Ai khi nói về đầy dạy Thánh Linh ai cũng muốn cả nè. Nhưng Ngài nói với tôi rằng để ta được đầy dạy Thánh Linh của Chúa, để khi đặt tay và ta thật sự được đầy dạy Thánh Linh của Chúa, tôi đặt tay nhưng Đức Chúa Trời đã biết lòng của anh em. Cho tôi nghe chứ. Amen. Có nhiều người sẵn sàng lên để được đặt tay nhưng lòng của họ chưa sẵn sàng chuẩn bị. Và đời sống đầy dạy Thánh Linh, để được đầy dạy Thánh Linh thì chúng ta phải có cách sống mỗi ngày như thế nào. Amen. Amen. Bởi vì tôi nhìn thấy rằng sứ đồ cùng một sứ đồ phía đó có 119 người trên phong cao, họ cũng đã làm cái điều mà chúng ta sợ. Và Đức Thánh Linh đến như gió phải không ạ? Đây dậy khắp nhà các môn đồ ngồi, và các môn đồ thấy lưỡi rồi đặt cái lửa đầu trên mỗi một người, và ai nấy đây dậy Đức Thánh Linh, đúng không ạ? Khởi sự nói các tiếng theo Đức Thánh Linh cho họ nói. Và rồi khi các khổ thánh đầu tiên thì một lại với nhau cầu nguyện, Kinh Thánh nói rằng là nôi nhóm lại rung động, và ai nấy đều đầy dậy Đức Thánh Linh, giảng lời Đức Chúa Trời một cách giản dị. Amen. Amen. Rồi những chỗ khác thì phía đó đầy dạy Đức Thánh Linh và tuyên bố với những người bắt tôi ông rằng tôi hỏi ông một câu, vâng lời Chúa Trời hay vâng lời con người. Amen. Và ông đã tuyên bố rằng thà
vâng lời Đức Chúa Trời hơn vâng lời người ta. Anh em ơi, ngày nay chúng ta chỉ vâng lời con người hơn vâng lời Đức Chúa Trời. Và tôi đọc, tôi nghiên cứu kỹ về đề tài đầy giải đức tin. Có nhiều người mong đợi đầy giải thích của Chúa để mà kinh nghiệm, giống như là nghe người ta nó có lửa, bây giờ mình ước ao rằng có lửa không. Rồi có nhiều người thấy những người đầy giải thích bắt đầu họ múa. Vợ tôi trước đây có những thời điểm mà vợ tôi múa trong những cái giờ thờ phượng Chúa, hoặc là hát tiếng mới, có phương hát tiếng mới rất là hay. Đó là thời điểm mà tấm lòng vợ tôi khát khao Chúa. Nhưng có nhiều người thấy điều đó và bắt đầu ước ao mình cũng được như vậy, và thế là các tôn tớ của Chúa kêu lên đặt tay cầu nguyện, nhưng lòng của họ chưa đáp ứng những điều chúng ta sắp học đây. Vì cái đó mà chúng ta không thể đầy dạy thánh linh nếu chúng ta không nghiêm túc thực hành những điều mà chúng ta sắp được nghe qua lời của Đức Chúa Trời hôm nay. Amen. Như vậy chúng ta thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13, chúng thấy trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 13 đến câu 17 đó, thì khi mà Chúa Giê-xu từ Galilee đến với Giăng Baptist tại sông Giô-đanh, để làm gì anh em? Chúa Giê-xu đến gặp Giăng Baptist, và Chúa Giê-xu nói gì? Giăng Baptist, người có biết ta là ai không? Có phải như vậy không? Có phải như vậy không? À, Chúa Giê-xu từ Galilee đến sông Giô-đanh xa lắm anh em, một đoạn đường xa lắm. Nhưng ngày không đến và ngày nói với Giăng Baptist gì? Giăng Baptist ơi, ngươi có biết ta là ai không? Ta là đấng cao trọng hơn ngươi. Ta là Đức Chúa Trời. Bây giờ ngươi phải để ta làm bắp tên cho ngươi, phải không? Có phải vậy không? Không. Anh em để ý điều này. Chúa Giê-xu đến, Ngài là Đức Chúa Trời. Tôi nói amen. Đây là những giây phút đầu tiên để chuẩn bị Ngài bước vào chức vụ. Cho tôi nói amen. Anh em, hỡi những anh đang bước vào chức vụ, đang bước vào chức vụ, đã bước vào chức vụ, tiếp tục bước vào chức vụ, phải có tâm tình này. Đừng khoai khoang. Mình là ai? Amen. Trước câu 12, câu 11, câu 10, thì Giăng Baptist đã từng nói với đoàn dân đông gì? Ta làm phép đắp tên cho các ngươi bằng nước, nhưng có bắn đến sau ta. Amen. Amen. Ta không đáng sắc giày của Ngài. Và chính Ngài làm phép tên bằng Đức Thánh Linh và lửa. Anh em thấy không? Giăng Baptist đã giới thiệu về Chúa Giê-xu là Thiên Con của Đức Chúa Trời cho tôi nghe chứ. Amen. Và Chúa Giê-xu khi đến với Giăng Baptist, Chúa Giê-xu nói rằng ngươi nói đúng rồi. Ta là đấng đến sau ngươi và ta có quyền phép với ngươi. Ồ, ngươi làm phép tên bằng nước, nước sông Giô-đanh. Còn ta, ta làm phép tên bằng Đức Thánh Linh và lửa. Chúa Giê-xu không nói cái kiểu như vậy. Amen. Amen. Chúa Giê-xu đến với một con người hoàn toàn khiêm nhường. Và cái điều mà Chúa Giê-xu nói câu 10, ngừng 14 đó, song Giăng từ chối, xin lỗi, Chúa Giê-xu câu 13, Ngài đến để đặng chịu người, người đã nói về Giăng Baptist làm phép bắp tên. Và tôi tin rằng Giăng Baptist quá kinh ngạc. Bởi Giăng Baptist biết rằng Ngài là đấng đến sau sau Ngài. Amen. Amen. Giăng Baptist rất biết rất rõ Chúa Giê-xu là đấng đầy quyền phép thượng ông. Chúa Giê-xu là bắp tên bằng Đức Thánh Linh và lửa. Và khi Chúa Giê-xu nói là chỉ bắp tên dưới chức vụ của Giăng Baptist, ô Giăng Baptist ngạc nhiên và kinh hãi. Ông nói gì? Chúng tôi cần phải chịu Ngài làm phép bắp tên mà Ngài là cho đến cùng tôi sao? Anh em thấy không? Chúa Giê-xu, Ngài đến với Giăng Baptist không phải Ngài đến với một tư cách của một Đức Chúa Trời cho tôi nghe chị amen. Ngài đến với một con người thật sự anh em. Một con người khiêm nhường. Một con người không khoe khoang. Một con người không giấy mình lên. Một con người chứng tỏ mình là ai. Có những người được ơn tại Việt Nam này, họ bóp những cái bài mà họ nói những cái câu nói, và tôi nói đó là trái của họ đó. Họ nói với những người chống lại sự chữa lành, chống lại với sự giải cứu, họ nói là côn đồ tôn giáo. Chúa Giê-xu mà không dám nói như vậy với người Pharisee, amen. Chúa Giê-xu không dám lên tiếng
Bởi vì Ngài là Đấng Thánh. Amen. Có nhiều người quá đà rồi, bắt đầu chỉ phải dùng những lời lẽ quá nặng. Quá nặng. Và chúng ta thấy Chúa Jesus trả lời gì trong câu 15? Có phải là khi mà Chúa nghe, Chúa Jesus nghe Giăng Báp-têm nói gì? À, tôi phải chịu Ngài làm báp-têm chứ. Tại sao Ngài đến với tôi? Chúa Jesus nói, ồ, đúng rồi đó. Đúng rồi, vì ta là đấng quyền phép hơn ngươi. Có phải vậy không? Không. Chúa Jesus nói gì? Bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công bình. Chúng ta chạm đây. Chúa Jesus nói là cứ làm đi, bây giờ cứ làm đi, vì chúng ta nên làm cho trọn mọi việc công chính. Và đây là phần thứ nhất mà chúng ta học đây. Để ta được đầy Thánh Linh thì tôi và anh phải có đời sống làm trọn sự công chính. Thưa tôi nghe chị amen. Để trước khi anh em tiến lên để tôi đặt tay, hay một tôi chú đã đặt tay để anh em kinh nghiệm sự đầy Thánh Linh, thì xin nào nhớ tôi rằng chúng ta phải có một đời sống sống công chính. Thưa tôi nghe chị amen. Và nếu không cần tôi đặt tay đâu nè, một người dọn lòng mình, một người sửa đời sống của mình, sống theo sự công chính của Đức Chúa Trời ban cho, thì tôi nói đem rằng tại phòng riêng của anh em cũng kinh nghiệm sự đầy dẫy Đức Thánh Linh. Mà bây giờ thế thì sự công chính là gì? Công chính là một từ ngữ mang tính chất pháp lý của quan tòa. Đó là gì? Là tha bổng. Là tha bổng. Là một tội nhân như tôi. Amen. Một tội trọng như tôi, như hội thánh của Chúa, như anh em trong quá khứ. Amen. Tôi nghĩ rằng chúng ta không bao giờ dám nghĩ rằng tội mình được tha. Và mình gây ra quá nhiều điều ác cho xã hội, cho gia đình, cho cộng đồng, và không ạ? Có phải không? Ba mẹ mình bạc tóc vì cũng là sự quậy phá của chúng ta. Người nhà có bị bệnh tim mạch, mất ăn, mất ngủ, mất quần thơm cũng vì do sự quậy phá của chúng ta, đúng không? Danh dự gia đình mất vì có tội lỗi của chúng ta, phải không? Và tôi, cái tâm của tôi thì tôi không bao giờ dám nghĩ rằng mình được tha thứ vì những điều tôi gây ra. Tôi nói không điều gì có thể tha thứ cho tôi được. Nhưng khi tôi bắt đầu hoàn toàn đầu phục Chúa, xưng nhận tội mình, ăn năn tội lỗi của mình, hành vi của mình, thì tôi bắt đầu kinh nghiệm được sự tha thứ của Chúa, và tôi kinh nghiệm sự công chính mà Đức Chúa Trời đã ban cho tôi qua huyết máu của Chúa Giê-xu. Anh em, khi một tội phạm ra đứng trước vành móng ngựa và tòa án công bố tha bổng, bạn là người vô tội, theo anh em người đó mừng không? Mừng không? Rất mừng. Trên thập tự giá, Chúa Giê-xu là cái thập tự giá đóng giữa hai bên, hai tên trộm cướp, đại diện cho tội nhân và không ạ. Nhưng một tên đã được cứu, đã được xưng công chính tức thì. Amen. Amen. Và được ở trong vương quốc của Paradis. Còn một tên cũng là cướp, nhưng đã không nhìn thấy tội lỗi của mình, đã không nhìn thấy sự bất hạnh của mình, vẫn mồm miệng nhạo báng Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Và cuối cùng, con người đó không giống như bạn của mình. Bạn của mình thì ngay lập tức chết, được bước vào thiên đàng. Còn tên cướp còn lại chết và đi thẳng vào hồ lửa đời đời, phải không ạ? Anh em, đây là hình ảnh hai dạng tín đồ bước vào trong một hội thánh. Chúa Giê-xu chết cho tất cả mọi người, đúng không ạ? Amen. Amen. Nhưng hãy nhớ một điều. Không phải vì có Chúa chết cho mọi người mà mọi người được cứu, đâu, không phải đâu. Chỉ có người nào tin Chúa Giê-xu thật sự, làm trọn sự công chính, thì người đó sẽ được xưng công bình. Amen. Như vậy, công chính có nghĩa là tha bổng. Tha bổng để làm gì anh em? Tha bổng để rồi người đó tiếp tục phạm tội, phải không? Không. Tha bổng để rồi chúng ta bắt đầu, wow, gấp ghiếc tội lỗi, phải không ạ? Gấp ghiếc những điều gian ác, quay lưng lại với điều đó và tiến đến với Chúa Trời để trở thành người bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời. Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Tôi có một người bạn, rồi sau này tôi được biết có một lần chứng ở tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
khi tôi tới của Chúa, tôi sẽ còn đạp, sẽ đạp từ Sài Gòn mà lên tới Bảo Lộc truyền giáo anh em. Và những người làm chứng tôi rằng họ thấy tôi tới của Chúa ngồi ăn thôi á, những người ghét, những người mà ghét, những người mà đi báo cáo chính quyền lúc đó đó để bắt tôi tới của Chúa đó, mà thấy tôi tới Chúa ngồi cầm chiếc cơm ăn thôi mà thấy Chúa đang ngồi đó anh em. Anh thấy, thấy kinh hãi không? Và những người đó bắt đầu bị bắt phục vì thấy tôn thất của Chúa ăn thức ăn cũng giống như những người đồng bào cửa hò, ăn từ tốn, không phải láo ăn, không phải tham ăn. Anh em, sự sống công chính có nghĩa là tham và tốn. Ý nghĩa thứ hai là trắng ác cho tôi nghe chứ. Amen. Ôi, chúng ta biết rằng khi đứng trước cái vành móng ngựa của Đức Chúa Trời là quang án, bao nhiêu người đã dám nói rằng chúng ta không có tội? Ai ở đây dám nói nào? Không ai phải không à? Không ai dám nói Đức Chúa Trời là con không có tội. Ăn cơm trời, thử không khí của trời, gặp nạn trời, khốn khổ kêu trời, vấp nhầm lắc kêu trời mà không thờ trời là chúng ta đã phải tội với trời rồi. Amen. Nhưng mà có nhiều người họ không hề biết rằng họ cần được sự tha thứ từ Đức Chúa Trời. Và ông ta nhìn vào Matthew đoạn 3 chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu nói hãy làm đi, bây giờ chúng ta hãy làm nên sự công chính. Được tôi nghe chị amen. Chúa Giêsu không phải là người có tội. Chúa Giêsu không phải là người có tội để lấy chịu cái báp têm là báp têm bằng nước của dân, đó là báp têm tha tội. Chúa Giêsu không phải là người có tội, nhưng Chúa Giêsu đến với tư cách là một con người khiêm nhường. Em em, trong sự công chính, anh em để ý giùm tôi, trong sự công chính có sự khiêm nhường, có không anh em? Chúa Giêsu có sự khiêm nhường không? Ngài đến, Ngài không nói với ông tích rằng là ngươi biết ta là ai không? Ta là cái đấng mà ngươi nói rằng đến sau ngươi đó, là cái đấng mà ngươi nói rằng ngươi không đủ tư cách để xách giày ta đó. Chúa Giêsu không nói một lời nào về điều đó cả. Ngày nay có rất nhiều người dùng cái cách này, cách kia để tỏ cho người khác biết mình là ai. Biết mình là ai. Và nếu chúng ta rơi vào điều đó, thì chúng ta chỉ có sự khiêm nhường. Có phải không? Chúng ta có sự khiêm nhường. Nhiều người ngày nay thiếu sự đức khiêm nhường, sự hạ mình giống như Chúa Giêsu. Ngài nói một lời, bây giờ chúng ta hãy làm đi, hãy làm cho trọn sự của mình, hay là sự công chính. Amen. Anh em thấy đó là lời nói của một con người khiêm nhường cho tôi nghe chưa? Amen. Anh em, khi ta đến nhờ một người cầu nguyện, ta có năng đề. Và như tôi giảng trong cái đợt huấn luyện vừa rồi đó, những lần nhóm chung không phải là để cầu nguyện cho những người bên ngoài vào hội thánh của chúng ta đây, nhưng mà anh em ở tại đây cũng phải cần Đức Thánh Linh. Em men, tôi thấy anh em kiêu ngạo, tôi nói anh đừng buồn, tôi thấy anh em kiêu ngạo. Trong khi đó những người bên ngoài vào họ rất khiêm nhường, họ đi lên để nhờ được cầu nguyện. Còn ngay những anh em trưởng buồn, anh em có biết mình yếu đuối không? Anh ấy có biết mình cần Chúa không? Chẳng ai lên cả. Tôi thức mình. Chúa nói tôi rằng con có biết con đang ở giữa những con người kiêu ngạo không? Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Trước cái ngày đây dạy Đức Linh, Ngài phải khiêm nhường. Đức Linh được nói đến như là nước. Anh em có bao giờ thấy nước chảy lên cao không? Ủa? Anh em có bao giờ thấy nước chảy lên cao không? Nước lúc nào cũng chảy từ cao xuống thấp. Đức Linh không bao giờ đến với những con người kiêu ngạo. Đức Linh thì tìm đến như nước, tìm đến nơi trũng. Anh em thấy sao cơn mưa, chỗ nào là chỗ có nước? Cái nóc nhà dành có nước phải không? Cục đá trơ trọi có nước phải không? Sau cơn mưa, nơi thấp là nơi có nước.
thì Đức Thánh Linh đang ở đây. Ngài ở trong các buổi nhóm, Ngài ở trong phòng của chúng ta, Ngài ở với chúng ta. Nhưng tại sao anh em không được đầy dạy chính Ngài? Đầy dạy Ngài có nghĩa là được Ngài dẫn dắt cho các anh chị, amen. Đầy dạy chính Ngài là được Ngài chi phối, giống như người uống rượu, họ được chi phối bởi rượu, amen. Đến mức trước khi họ đi vào quán rượu, họ còn mặc đồ nghiêm túc như tôi. Họ đi rất là thẳng, đi đến quán rượu. Phải không ạ? Ăn nói còn tiếng tròn lắm, phải không ạ? Phải không ạ? Đi đứng của họ rất đàng hoàng. Nhưng khi họ vào quán rượu, họ ngồi đó khoảng một tiếng, họ đi ra, bắt đầu cái điều đi của họ không còn đường thẳng nữa, phải không ạ? Bắt đầu đi. Áo quần thì gài nút trên nút dưới, đúng không? Đúng không? Rồi bắt đầu họ nói tiếng không tròn nữa rồi. Đời tôi cô đơn, nên yêu ai cũng cô đơn. Họ không còn làm chủ hành vi của họ, giọng nói của họ không còn là của họ nữa, mà tất cả đó đến bởi rượu. Anh em, Chúa Giê-xu là gương mẫu của đời sống đầy dạy thân, và để Đức Thánh Linh của Chúa đáp xuống như hình chim bồ câu, thì Đức Chúa Cha, Đức Thánh Linh nhìn thấy sự khiêm nhường của Ngài cho tôi nghe chị, amen. Cho tôi nghe chị, amen. Anh em ơi, tôi có đặt tay cho anh em vạn lần mà anh em không có cái đời sống khiêm nhường, thì xin thưa, chẳng ai được đầy dạy Đức Thánh Linh đâu. Bởi vì Chúa nói gì, con đặt tay cho họ, nhưng ta là đấng biết rất rõ tấm lòng của họ, đời sống của họ không có sự khiêm nhường. Và chúng ta nhìn thấy điều gì trong Ma-thi-ơ đoạn 3 này? Ta nhìn lại đi, Ma-thi-ơ đoạn 3. Đó là Đức Giê-xu đang đằng bây giờ ta làm đi, chúng ta làm nên trò sự công chiến. Như vậy dân bằng văn lời người có là gì? Là làm tập tèm. Amen. Chúng ta đến với Luca đoạn 3 câu 22. Cũng câu chuyện kết thúc lại về điều mà Giê-xu chịu bắt tên bằng nước. Nó lên Ngài làm trọn sự công chính, trong sự công chính có sự khiêm nhường. Thì chúng ta thấy Kinh Thánh chắc rằng Đức lên lấy hình chim bồ câu ngự xuống trên Ngài, phải không ạ? Thưa các chị, amen. Ngự xuống trên Ngài. Anh em, để Đức Linh của Chúa ngự xuống với hình ảnh là đầy dạy đến tôi và anh em, thì tôi này xin hội thánh của Chúa đang nhóm ở đây và những người đang theo dõi buổi nhóm của chúng tôi trên đường truyền internet, hãy có sự khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Anh em yêu dấu của tôi. Như vậy trong sự công chính có sự khiêm nhường không ạ? Trong sự công chính có sự vâng lời không ạ? Amen. Trong sự công chính có sự vâng lời không ạ? Anh em, Chúa Giê-xu là gương mẫu của sự vâng lời. Khi Ngài còn bé, Ngài đã vâng lời Đức Chúa Trời và người ta, phải không ạ? Amen. Đức Chúa Trời, xin lỗi, Chúa Giê-xu đã có cái lối sống đó, đời sống đó. Tôi càng đi với Chúa, Chúa đòi hỏi tôi sự vâng lời Ngài càng cao. Và những cái sự mà Chúa đòi hỏi tôi vâng lời đau lắm anh em. Đau lắm. Có những điều như tôi nói em đó. Nếu tôi vâng lời con người của tôi á, thì tôi có thể xin tiền người này, tôi có thể xin tiền người khác. Và tôi có tiền. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng, bây giờ con vâng lời ai? Con vâng lời con, hay là con vâng lời ta? Bao nhiêu người đã từng vâng lời chính mình rồi nè? Anh em, tại cái chỗ mà chúng ta vâng lời chính mình này, cái con người mà nó bệ rạc, nó rệu rạo rồi. Nó gần đến cái chỗ chết rồi, mà chúng ta thấy cái kiêu ngạo ghê không? Nó đưa ra ý tưởng và chúng ta vâng lời nó, đúng không ạ? Anh có thấy điều này không ạ? Và Chúa Giê-xu không vâng lời con người của Ngài. Ngài vâng lời đấng dẫn dắt Ngài. Amen. Tôi nghe chị, amen. Và Ngài
thiếu để nuôi dân mập tích. Anh em hội thánh nào đi xem một hội thánh mà cái điều được ba nói rằng là họ giàu có, họ giàu có. Chú nói gì? Đến mức độ nói gì? Họ giàu có quá rồi đó. Họ nói gì? Họ không cần chi nữa. Và anh em biết rằng cái câu mà Chúa Giêsu nghe họ đã từng nói đó, họ không cần chi nữa. Thì theo anh em là họ không cần chi nữa là họ không cần cái gì? À, họ không cần Đức Thánh Linh nữa, họ không cần ngay cả Chúa Giêsu nữa. Amen. Họ có nhà thờ lộng lẫy rồi, họ có nhà thờ có máy lạnh, họ có màn hình led đẹp nét căng luôn, họ có ca đoàn những cô gái ăn mặc đồng phục rất đẹp, họ có dàn âm thanh rất là hiện đại bạc tỷ đô lên, họ có những micro không dây rất hiện đại, họ có xe đưa đón con cái của Chúa, và ngay cả họ được nhà nước công nhận cái phép nhân. Nhưng mà Chúa nói với tôi rằng con có biết rằng họ đã không cần ta nữa không? Họ không cần ta nữa. Một cụ thánh anh em mà họ nói gì? Họ giàu có, họ không cần chi nữa. Và Chúa Giêsu lên bắt đầu lên tiếng, Đức Thánh Linh bắt đầu lên tiếng gì? Các ngươi nói các ngươi giàu có mặc lòng các ngươi, và các ngươi giàu không hãy mua lửa thử, hãy mua vàng thử lửa của ta. Anh em, người đời thì nói rằng là lửa thử vàng đúng không, biết vàng giả vàng thật thì có lửa phải không ạ? Nhưng mà Chúa thổ thánh lao đi xê mua vàng đi và thử lửa của ta đi, có thử lửa vàng của ngươi là thật là không bị tan chảy trong lửa không? Xin lỗi anh em, đá mà nó còn tan chảy trong lửa của Chúa đừng nói là vàng phải không ạ? Không có gì chịu nổi trước ngọn lửa thánh khiết của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Không có gì chịu nổi, tất cả đều thiếu rồi, tất cả đều thiếu rồi. Và Chúa buồn lắm. Chúa nói gì? Hãy mua áo để che đậy sự trần truồng của ngươi đi, vì ngươi giàu có, ngươi không biết mình đuối mù và lõa lồ phải không ạ? Có điều hậu thánh của Chúa gần đây Chúa buồn lắm, vì họ trơ trẽn lắm anh em. Họ rất là trơ trẽn. Họ đi đến với thế gian, họ phạm tội tà dâm với Đức Chúa Trời một cách thuộc linh mà họ không hề hay biết. Và họ nghĩ rằng họ lớn lắm, tổ chức họ lớn. Anh em, Chúa Giêsu nói gì? Ngay ta đứng ngoài cửa mà gọi. Amen. Anh biết tại sao Chúa đứng ngoài cửa không mày? Nếu mà nói về sự nghiệp của Chúa thì ngài phải ở trong hội thánh chết cho tôi nghe chưa? Amen. Nhưng tại sao bây giờ Chúa lại đứng bên ngoài hội thánh? Bởi vì hội thánh đã không cần ngài đến mức độ đó gì. Thôi ông ơi, ông ra khỏi hội thánh đi, để tôi làm việc với người này, tôi làm việc với tổ chức này, tôi làm việc với tài giáo thì sao tôi có nhiều tiền, và tôi trả tiền cho nhân sự, tôi trả tiền cho những người làm việc cho tôi để họ không bỏ tôi đi đến nơi khác. Wow, quá ghê tởm. Trong ánh sáng của lời Chúa Trời, trong sự hiện thánh của Chúa, Chúa mở mắt tâm linh của tôi nhìn thấy điều đó. Chúa đang đi tìm hội thánh thật phải không ạ? Một hội thánh thật là một hội thánh để Chúa Giêsu làm chủ, không phải ông lãnh đạo làm chủ em. Không phải ông lãnh đạo muốn đi đêm là đi đêm, tìm kiếm hai chữ bình an mà của trần gian là cho. Anh em, họ đuổi Chúa Giêsu ra khỏi hội thánh. Còn tôi thì ngược lại, tha thiết. Có những buổi nhóm không có sự hiện diện của Chúa, hay là không được ngài bày tỏ thì tôi trở về phòng và rất nặng lòng. Khi những năng đề trong có cái Chúa chưa được giải quyết, những bệnh tật không được chữa lành, tôi rất nặng lòng. Tôi đều nói với Chúa rằng Chúa, ngài đang ở đâu? Ngài đang ở đâu? Sẽ có cầu nguyện người đó không được chữa lành, sẽ có cầu nguyện người đó không được giải cứu. Chúa ơi, ngài đang ở đâu? Tôi muốn nói rõ ràng thế rằng tôi cần sự gì của ngài em. Tôi không bao giờ dám nói rằng Chúa ơi, con đủ rồi. Ba mươi mấy năm tôi làm chính phủ con đủ rồi. Là con có ơn. Con là người đã từng, tôi không dám nói điều đó. Đôi khi một lời nói của chúng ta không có cách nào chúng ta đuổi Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta ra khỏi cuộc đời của chính mình, phải không anh em?
Có phải không anh em? Nó khi bởi một lời nói trong bởi hành vi của chúng ta thôi. Chúng ta dừng nói với Chúa là không cần Ngài nữa. Không cần Ngài nữa, Ngài đi đi. Ngài bảo đi đi. Bởi vì có Ngài đây, Ngài kiểm soát con. Có Ngài đây, mắt của Ngài nhìn thấy con. Và con không làm cái gì được cả. Chúa xin Ngài đi giùm con đi. Và Chúa Giêsu nói với Thánh La-xê, này ta đang đứng ngoài cửa mà gõ. Chúa đứng ở ngoài cửa nhà thờ. Chúa gõ cho. Bởi vì Chúa nói gì, ai nghe tiếng ta có gì. Một sư không còn nghe tiếng của Ngài nữa. Amen. Người lãnh đạo không còn nghe tiếng của Ngài nữa. Amen. Và Ngài yêu hộ thánh, Ngài muốn sao cho một hộ thánh để đây dạy chính Ngài một thánh cho tôi nghe. Amen. Nhưng mà lãnh đạo đã đủ Ngài ra rồi. Và Chúa bắt đầu nói gì? Ai nghe tiếng ta? Còn có một con cái Chúa nào còn nghe tiếng của ta không? Dân đọc được câu 17 nói gì? Chiên ta thì nghe tiếng của ta. Ta quen nó vì nó theo ta. Ngày nay chúng ta thấy trong thế giới này có nhiều âm thanh, có nhiều tiếng. Chúng ta có tin rằng tiền bạc nó có cái giọng nói của nó không? TV đời mới có giọng nói của nó không? Hả? Xe cộ có giọng nói của nó không? Vàng bạc có giọng nói của nó không? Kim cương dù đó, kim cương nhân tạo có giọng nói của nó không? Nó nói chúng ta. Và anh em, chúng ta còn có lỗ tai để nghe tiếng của Ngài đến chăm chiên chúng ta không? Chúng ta có đủ bình tĩnh lắng lòng vào nghe gì? Con ơi, quyết định của con là sai rồi. Con ơi, hãy bình an vì ta ở với con. Con ơi, đừng sợ hãi vì ta ở với con. Con ơi, ta ở trong con. Con ơi, ta vẫn yêu con, ta không hề bỏ con một mình. Hay là chúng ta nghe quá nhiều cái tiếng của thế gian này. Kiếm tiền nữa thêm đi. Thêm tiền nhiều nữa đi. Thêm nhà nữa đi. Thêm đất đai. Thêm đô la nữa đi. Thêm hột xoàn nữa đi. Thêm. Mặc Chúa nói rằng là ta đang đứng ngoài cửa mà gõ. Nếu ai nghe tiếng ta mở cửa cho ấy nè, ta sẽ vào cùng người ấy. Bây giờ Chúa nói mức độ này. Ông lãnh đạo ông đuổi Chúa ra rồi. Ông hộ trưởng ông đuổi Chúa ra khỏi giáo hội rồi. Ông một số đuổi ra không? Chúa ra khỏi mấy hội thánh rồi. Chúa khinh nhận đủ Chúa quay cho làm Chúa nói gì? Ai nghe tiếng ta, ai đây có nghĩa là từ cá nhân. Amen. Chúa không vào vô hội thánh nữa. Chúa nói là ai mở cửa lòng của mình thì Chúa sẽ vào với con người đó. Amen. Amen. Chúa cần bày tỏ chính Ngài của đời sống của tôi và anh em. Như vậy chúng ta thấy trong đức công chính có sự khiêm nhường, trong đức công chính có sự vâng lời Đức Chúa Trời. Bây giờ tôi ví dụ một ví dụ nữa. Ba người trên núi trước khi Chúa Giêsu thăng thiên trên núi Olive, có kinh thánh nói là có hơn 500 người đứng ở dưới trên núi phải không ạ? Và Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi cứ ở trong thành chờ đợi điều Cha ta đã hứa phải không ạ? Là Đức Thánh Linh đúng không ạ? Amen. Và Chúa Giêsu còn ta đây, ta sẽ cho các ngươi điều Cha ta đã hứa. Hãy chờ chúng ta cho đến khi mặt với biên phép tôi trên cao. Hơn 500 người nghe nhưng chỉ có 200 người phải không ạ? Xin lỗi, 120 người. 380 người đã bỏ cuộc. Chỉ có 120 người còn lại. Họ vâng lời Chúa không anh em? Trên đường từ núi Olive, anh em để ý cái chi tiết này. Trên đường từ núi Olive về đến thành Jerusalem chỉ có một cây số thôi. Từ đây ra nhà tôi một cây số. Con đường ngắn hay dài? Quá ngắn. Quá ngắn. Nhiều khi có thể đi được một cây số đó mà không cần ba mẹ đi cùng. Em bé nhỏ nhỏ, con của Huyền có thể đi được một cây số đó không cần. Phải không? Một cây số ngắn lắm anh em. 1000 mét. Quá ngắn đúng không anh? Ngắn không? Nhưng chúng ta tưởng tượng này. 500 người cùng về Jerusalem. 500 người. Nhưng mới chỉ có mấy mét. Là có người nói, ush, về Jerusalem làm gì? Ở trong thành nó làm cái gì? Thôi mình về mình cắp bò ăn đi. Thôi mình đi đến Jerusalem làm gì? Ô thờ phượng mấy ngày qua được rồi. À, đi theo Chúa Giêsu mỏi chân rồi. Bây giờ mình về mình cầm ủ tiếp đi. Mình về mình đi buôn bắt nông sản tiếp đi.
mình về mình mở tiệm nè mình làm đi, mình về mình mở tiệm bò mình bán đi, mình về mình đi hái nấm mối mình bán có tiền hơn là đi nhóm. Và cuối cùng anh thấy điều gì xảy ra? 380 người trong 1.000 km đã bỏ cuộc phải không ạ? Thế nên 1.000 km mình đi, nếu mà đi nhanh là bao nhiêu giờ? Hả? Hả? Cái gì? Thì 1.000 km. À 1.000 mét. Thì xin lỗi, 1.000 mét đó chúng ta đi bao nhiêu phút là tới? Hả? Cứ cho 40 phút đi. Hả? Cứ cho là 40 phút đi. Nhưng mà chúng ta thấy gì? 40 phút, 380 người đã đổi ý phải không ạ? Thì kinh khủng không em? Anh em đi nhóm lại lúc nào cũng đông hết. Nhưng mà lòng của tôi đã nói rằng không ai ở trong số 380 người. Lòng tôi đã nói anh em phải cùng tôi ở trong con số 120 người em. Đúng không ạ? Bây giờ cái chữ tôi này thêm dấu nặng nặng ra cái gì ạ? Thêm dấu nặng là ra chữ tôi à? Ai phát âm vậy? Cùng mất sát. Ồ, dạo này có vẻ yêu đương gì đó rồi hả? À, mất dấu rồi. Đi mà đến nỗi này mất dấu không tìm được rồi. Anh đang nghĩ này, chữ tôi. T-O-I. Thêm dấu nặng là tội. Mình coi mình nặng quá. Mình coi mình quan trọng quá. Mình coi mình đặc biệt quá. Mình coi mình khác hơn mọi người. Ủa? Mình coi mình giỏi hơn mọi người. Nặng lắm mình đây. Nó ra tôi. Rồi. Chữ tôi. Dấu chữ y. Mình đánh dấu phách vô là gì? Hả? Đánh dấu sắc là gì? Tôi. Anh em. Đừng thêm phách về cuộc đời của mình. Anh em. Đừng nói mình là ai nữa. Đâm ra mình là tối mất rồi. Đó gì? Chữ tôi đó thêm dấu huyền là chữ gì? Ôi, anh em, đừng làm giá mình nữa, em em. Đừng nghĩ mình là mình cao trọng, mình là người khôn ngoan khác thường, mình là một người thông minh hơn mọi người, mình là người tuyệt vời hơn mọi người, anh em. Đó không khác nào là dấu huyền, phải không ạ? Cuối cùng là tội, tội, tối. Mà thêm dấu cả là tối rồi. Anh em, đừng để cái tôi của mình. Chúa Giêsu khi đến gặp dân Ma-thi-ơ, Ngài có đủ thẩm quyền để nói với dân Ma-thi-ơ rằng, người trước khi ta đến với người, ta đã nghe người nói rằng là cốc đấm đến sau ta, và đấm đó là ta này. Người đã đúng, người không đáng, người không có đủ tư cách để sinh dạy của ta, đúng không? Chúa Giêsu được nói được không? Chúa Giêsu được phép chứ. Nhưng mà Ngài đã hạ cái tôi của mình xuống, có Ngài chiến thắng cái bản ngã của mình. Amen. Anh em có biết rằng một trong những điều khiến chúng ta không được đại diện thân của Chúa đó là cái bản ngã của mình không? Cái tôi của mình không? Cái bản chất của mình không? Anh em, tôi nói xin em hãy nghiêm túc để triệt hạ cái tôi này. Và sư phụ lô đã nói gì? Ông cũng nói về cái tôi, nhưng ông nói gì? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Anh em để nhớ, ông bắt đầu nói tôi. Mà ông cũng nói là tôi là một người có cái áp đắp lên quỷ chứ. Tôi là một cái người đầy ơn mở mang nhiều hộ thánh thế giới. Không, ông nói gì? Tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Đấng Christ. Tôi nghe chữ amen. Mà nếu ta đọc Galati, chúng ta thấy ông nói trong Galati đoạn 5, những người thuộc về Đấng Christ đã đóng đinh tà dâm, tà tình, có phải không ạ? Tư dục trên thập tự giá. Ông đang nói về cái tôi của ông. Không ai là một con người mà không có dục vọng. Có không đấy? Người nam có tư dục sắc thịt của họ, người nữ có tư dục sắc thịt của họ, phải không? Nam hay nữ, chúng ta cùng bị một lại với nhau và đóng lên cái tôi của mình trên thập tự giá với Christ. Và ông nói gì? Khi ông đến đời, ông nói gì? Mà tôi sống, amen. Anh em để ý điều này. Cái chữ ông nói mà tôi sống phải là sống theo con người xác thịt đâu. Ông sống theo Đức Thánh Linh đó. Amen. Một con người mà không, tôi nói là không chiến thắng cái bản ngã của mình, không chiến thắng cái tôi của mình, không chiến thắng dục vọng của mình, thì thật là khó để người đó được đổ đầy Đức Thánh Linh. Amen.
người đó sẽ không phản chiếu được vinh quang của Chúa Giêsu, người đó sẽ không phản chiếu được vinh quang của Đức Chúa Trời đáng tôn trọng, đáng tôn kính. Hallelujah. Như vậy chúng ta sẽ trong sự công chính có ba điều: có sự khiêm nhường, hạ mình, có sự vâng lời, và có sự đắc thắng cái tôi của mình. Bao nhiêu người ở đây đã từng nhiều lần mà mình có chuyện gì đó cho mình nói gì, tôi là vậy đó, bao nhiêu từng nói câu đó rồi. Tôi là vậy đó. À, khi đã yêu nhau thì chẳng bao giờ nói với bạn gái của mình hay vợ sắp cưới của mình là tôi vậy đó. Nhưng mà khi đám cưới về rồi nói gì, tao là vậy đó biết không. Đời vợ nói gì, ba là vậy đó biết chưa. Ba là vậy đó, ba hay múa roi lắm biết chưa. Bây giờ mới biết hả, trẻ rồi. anh em ơi, đừng để cái tôi của mình nó sống nữa. Amen. Hãy giết nó bằng cách xử lý nó mỗi ngày đi anh em. Sư đồ Phaolô nói ông đã chết mỗi ngày cho tôi nghe chứ. Amen. Và điều thứ hai lớn mà chúng ta học hôm nay, để có đời sống để giải thích, chúng ta phải có đời sống cầu nguyện. Chúng ta giữ lại Luca đoạn 3 câu 1 và câu 12, xin đọc. Vả khi Thánh Linh, vả khi hết thảy dân chúng đều chịu phép báp têm, Đức Chúa Giêsu cũng chịu phép báp têm. Và nó để ý tôi, trước khi Ngài công mai, là Đức Thánh Linh lấy hình chim con ngự xuống đó. Trước câu đó thì có một cái câu rất là quan trọng: Ngài đương cầu nguyện. Ngài đương hay là đang? Là tùy hiện tại đúng không ạ? Amen. Anh em, trước khi Thánh Linh đến như thế một câu đầu trên cuộc đời của Chúa Giêsu, đó là sự này giải Thánh Linh cho tôi nghe chứ. Amen. Thế thì chúng ta phải thấy, Đức Thánh Linh phải thấy Ngài đang làm gì. Ngài không ở đó mà cười ô ta là Đức Chúa Trời đây, ta là đấng bắt tay bằng lửa bằng Thánh Linh. Không, Ngài không nói Ngài là ai, nhưng Ngài đang ở trong nước đó, Ngài đang chịu dắt bắt tay làm bắt tay đó, Ngài đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Và cái chúng tôi là được hay là đang, là cái thời hiện tại. Amen. Thế thì tôi hỏi anh em, ai cũng muốn được đề giải Thánh Linh cả, nhưng tôi hỏi rằng hiện tại bây giờ chúng ta còn đời sống cầu nguyện không? Tôi đã từng hỏi với Chúa nhiều lắm, bởi tôi được đi cho tôi nhiều cơ hội phục vụ hội thánh, yêu thánh mà cho tôi đến, rồi tôi được phục vụ trong những kỳ đại hội khác nhau, tôi được mời để cầu nguyện cho con cái của Chúa, và có nhiều người tôi chưa kịp cầu nguyện anh em, tôi mới đi qua thôi, họ đã ngã trong Thánh Linh của Chúa. Và họ cao khóc lên một cách rất là thẳng thương. Và sau đó họ kinh nghiệm đời sống đầy dạy Đức Linh. Nhưng có nhiều người tôi đặt tay. Tôi đặt tay rồi, tôi thấy chưa có gì, tôi bắt đầu cộng hưởng bà. Tôi lái cái đầu của họ. Có nhiều khi họ không chịu ngã, tôi làm cho họ phát. Ngã đi. Nhưng mà đứng lên vẫn mang họ vũ như cẳng là vẫn như cụ. Tôi về phòng, tôi về khách sạn. Tôi về nhà tôi ở, tôi khóc với Chúa, tôi nói: Chúa ơi, Chúa cho con biết con cần câu trả lời này. Tại sao có nhiều người có thiếu cầu nguyện, tại sao có nhiều người có cả hai cầu nguyện họ được đầy giải Thánh Linh của Chúa. Nhưng có nhiều người, họ vẫn tiến lên mà con cầu nguyện bằng cả tấm lòng của con, bằng cả tấm lòng của con muốn Ngài đúng trả họ, con muốn Ngài đầy giải trên họ, con muốn Ngài bày tỏ Ngài lại cho họ. Và chẳng có gì hết Chúa. Chúa nói với tôi gì? Họ lên vì cớ họ cứ nghĩ ta là giống như miệng ăn liền á. Miệng ăn liền là gì nè? Đó là chúng ta mua mà chợ về, xé cái bao ra, bỏ nước cái tô, đổ nước sôi vào 5 phút phải không ạ? Đó là em. Có nhiều người họ không chịu trả giá gì hết, có nhiều người họ không chịu từ bỏ tội lỗi gì cả, có nhiều người họ không từ bỏ sự cay đắng tổn thương gì cả, có nhiều người không chịu tha thứ cho những người làm tổn thương mình, vẫn chữ để đó là của mình, nhưng mà vẫn lên để ngờ người khác cầu nguyện. Anh em, rượu mới phải đổ vào bầu già mới. Và khi tôi được mặc khải, tôi nhìn vào trước bộ của Chúa Giêsu, trước khi chim bồ câu, Đức Chúa Trời Đức Thánh Linh như chim bồ câu đến, thì Ngài là một con người cầu nguyện cho tôi nghe chả nè. Amen. Và ba tên người amen rằng chức vụ của Chúa Giêsu là chức vụ cầu nguyện nào? Trước khi bước vào ngày mới, Ngài cầu nguyện. Trước khi giảng, Ngài là một con người cầu nguyện. Amen. Amen. Trước khi đuổi quỷ, Ngài là con người kiên cầu nguyện. Amen. Amen. Trước khi kết thúc một ngày, Ngài lên núi và cầu nguyện hộ đêm với Đức Chúa Trời ở đó. Cho tôi nghe chứ. Amen. Hỡi các anh em yêu dấu của tôi,
Khi tôi chạm vào tôi nói rằng là ngày nay có những người không cầu nguyện. Đằng góc bên kia có một người ta lên mà nói cái gì? Mục sư nói vậy không đúng. Con cầu nguyện ngày 3 lần á. Tôi mới hỏi chứ chị ơi, chị cầu nguyện ngày 3 lần lúc nào? Nó là ăn sáng cầu nguyện 1 lần, ăn trưa cầu nguyện 1 lần và ăn tối cầu nguyện 1 lần. Anh em ngày nay có nhiều người cũng nghĩ như vậy là mình có đời sống cầu nguyện không? Cầu nguyện ăn đó là cầu nguyện cảm tạ Chúa về thức ăn đó em ơi. Nhưng cầu nguyện mà Chúa Jesus đã cầu nguyện và tôi và em học phải cầu nguyện đó là bước vào mối tương giao thân mật với Đức Chúa Trời. Chúng ta bước vào cái mối cầu nguyện vì cớ chúng ta biết rằng mình không làm được gì cả nếu không cầu nguyện. Amen. Và nếu không cầu nguyện, Đức Chúa sẽ không đến như chỉ một câu giống Chúa Giêsu. Tôi nghe chị amen. Có những người nói tôi như mục sư, xin đặt tay chuyển giao sự sức giàu cho mục sư đi. Tôi nói còn lâu mới đặt tay. Còn biết mục sư đã trả giá như thế nào để được sức giàu như vậy không? Mục sư đã trả giá như thế nào để có được ơn trong sự mặc khải lời của Đức Chúa Trời không? Ơn của Chúa nó không phải là một cái gì đó mà đặt tay như truyền điện đâu. Chúng ta không phải là theo đạo nhân điện cho tôi nghe cha mẹ. Chúng ta không phải là truyền điện. Giờ cấm. Anh em, đạo của Chúa không phải là một cái gì đó mà rao bán. Em ơi, thuật sĩ Simon, ông đã có tính cách này. Ông thấy Phi-rơ và Giang đặt tay cho những người tại hội thánh Philip xin lỗi xứ Samari tiếp nhận Chúa. Ông móc tiền ra đi. Ôi xin các ông đồng tâm tôi cái ơn đó với để tôi đặt tay trên ai cũng đức tin cũng đổ xuống. Vì ông có thói quen đó là mua bùa ngải phải không à? Mua bùa ngải. Anh em ơn tức tin nhưng không. Nhưng ngài chỉ ban cho những con người tôn trọng, biết sử dụng ân tứ và làm lợi ân tứ ra cho vương quốc của nước Đức Chúa Trời. Tôi đã không có đặt tay cho những con người đó. Có những người muốn gì? Sau giấc ngủ, mình trở nên người vĩ đại. Anh em, không. Anh biết rằng tôi hồi Chúa hơn 30 năm nay rồi. Thực 30 năm nay rồi. Nhưng anh thấy đó, tôi vẫn là con người của sự cầu nguyện. Em. Nếu tôi không cầu nguyện, tôi không dám đứng đây để giảng về sự đại diện linh hồn này. Nhưng tôi đã cầu nguyện. Tôi có sự mặc khải từ Chúa. Amen. Và tôi tin rằng anh em nghe những điều rất ngọt ngào từ Chúa và không ạ. À. Tôi tin rằng anh em nghe những điều mà trả lời được sự thắc mắc là đúng rồi. Tại sao những năm tháng qua mình không được đầy giải thích. Dù mình nhờ những người được ơn đặt tay lên mà mình vẫn không có điều gì xảy ra phải không ạ. À. Có những người đi ra nước ngoài. Đi tìm kiếm tiên tri, đi tìm kiếm những hội đồng, đi tìm kiếm con người hơn là tìm kiếm sự hạ mình, sự khiêm nhường, sự vâng lời, sự thắng hơn bản ngã, đời sống cầu nguyện. Amen. Và chúng ta thấy rất rõ, theo thượng văn và hạ văn, Chúa Jesus luôn cầu nguyện, thì Đức Linh mới đến cho tôi nghe. Amen. Còn một thứ đó đến ngày hôm nay, chúng ta không còn cầu nguyện nổi nữa, chúng ta không còn cầu nguyện nữa, thì tôi khẳng định với rằng Thánh Linh không bao giờ đầy dậy trên chúng ta được. Mà ngay không đầy dậy, thì sự sống phục sinh của Ngài ở đâu mà có trong chúng ta? Cho tôi nghe chữ Amen. Cho tôi nghe chữ Amen. Tôi dạy vừa rồi 3 ngày. Tôi rất là mệt. Ngày cuối cùng là tôi đi ngủ sớm. Mệt. Tôi nói với nhà của tôi rằng lúc đó mới có 5 giờ thôi. Anh bây giờ chỉ muốn nằm xuống mà ngủ 1 giờ. Nhưng mà tôi cố gắng tôi không muốn ngủ liền. Vì ngủ như vậy thì còn khoảng 1-2 giờ sáng tôi phải dậy rồi. Trên tôi là quyết định cầm bữa cự. Tắm. Rồi lên võng nằm nói chuyện với vợ tôi cứ nói em đang ngồi bên cạnh anh để gì để tôi nói chuyện mà tôi không có ngủ. Nhiều khi mắt của tôi nó díu lắm tôi không ngủ. Và tôi ăn cơm tối xong với em nói chuyện với em xong tôi đi vào phòng tôi ngủ. Tôi cứ nghĩ rằng ngày sáng sau mình phải ngủ một giấc đến 6 giờ sáng. Nhưng không, Chúa cũng đánh thức tôi dậy lúc 4 giờ. Và tôi cảm ơn Chúa vì ngày đánh thức mình dậy để mình cầu nguyện với Chúa. Amen. Và tôi học biết được một chìa khóa. Ai là một người có đời sống cầu nguyện, Đức Thánh Linh sẽ đầy dẫy trên con người đó. Chúa Giêsu đã cầu nguyện suốt chức vụ của Ngài. Cho nên chúng ta thấy Đức Thánh Linh đầy dẫy trên chính mình Ngài và Ngài mở mắt người đuôi, Ngài khiến kẻ câm nói được và Ngài giảng bài giảng và làm cho những người Pharisee phải ngạc nhiên. Amen. Kinh hãi và họ tìm cách bắt bớ Ngài. Hội thánh đầu tiên đã cầu nguyện cho tôi nghe chưa? Amen. Các sứ đồ đã cầu nguyện tại phòng cao 10 ngày liên tục và Đức Thánh Linh đổ xuống cho tôi nghe chưa? Amen. Và hội thánh đầu tiên cầu nguyện và cầu nguyện. Ngày nay hậu thánh của Chúa nói về kiến ăn cầu nguyện thì lác đác, mà nói về ăn đám cưới đi thì tôi nghĩ rằng không bao giờ mà không có mặt chúng ta. Anh em, ngày nay con cái Chúa dường như nghe nói đám cưới là mừng lắm. Có những người vào mắt tôi nở, con có 2-3 cái thiệp mời luôn bố.
tôi phải đi trả nợ. Thì trả mình sẽ bỏ phục bởi cho họ, mình đừng bỏ bụi nhóm này nè. Anh em, chúng ta có sự đại diện cho nên không cần bất cứ điều gì cho tôi nghe cho anh em. Và điều cuối cùng, chúng ta thấy tiếp tục của Chúa Giê-xu. Chúng ta đến trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 16. Tôi thấy điều gì, tôi đọc nguyên câu văn này cho anh em thấy nhỉ. Vừa khi Chúa Giê-xu chịu bắp tên rồi, Đức Chúa Giê-xu ra khỏi nước, bỗng chốc các tầng trời mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Điều thứ ba đó là để ta kinh nghiệm sự đầy dạy Thánh Linh của Chúa, và Thánh Linh của Chúa ngự xuống trong chúng ta đầy dạy cách như chim bồ câu. Hallelujah. Anh em phải gặp Chúa Giê-xu đó gì, bước ra khỏi nước. Hello, hello, bước ra khỏi nước có nghĩa gì nào? Tất cả chúng ta đi học về giáo lý bắp tên. Đó là khi là bắp tên xuống nước, ngập xuống là đồng chết đúng không ạ? Rồi đồng chôn, bước ra khỏi nước là đồng sống lại với đấng Christ đúng không ạ? Hello, anh em, nguyên tắc này để được Đức Thánh Linh dạy chúng ta xem, chúng ta đã bước ra khỏi đời sống cũ chưa? Hello, chúng ta đã từ bỏ tội lỗi chưa? Chúng ta đã mới, khi chúng mở mắt tôi nhìn thấy từng chi tiết nó nhảy múa trước mặt tôi nè. Chúng tôi bước ra khỏi nước thì bỗng chúc các tầng trời mới mở ra cho tôi nghe chưa? Amen. Anh em, nếu ta đi với Chúa, hầu với Chúa mà đời sống của chúng ta vẫn còn, có thể vợ mình không biết, có thể chồng mình không biết, có thể ai đó không biết, nhưng Đức Chúa Trời biết. Ngài thấy lòng của chúng ta vẫn còn tham dục. Amen. Amen. Ngài thấy lòng của chúng ta vẫn còn tham lam. Ngài thấy lòng của chúng ta vẫn còn nắm giữ những cái điều thuộc về tội lỗi. Anh em, thì các cửa trời không mở ra cho cuộc đời chúng ta đâu. Bao nhiêu người ở đây muốn các cửa trời mở ra nào? Đó là sự những của Chúa đổ đầy cho chúng ta. Giống như Kinh Thánh Chúa nói, nước mục của Noe, đó là các đập trên cửa trời mở toan ra, amen, và nước đổ xuống. Chúng ta phải tôi biết ra các cửa trời mở ra, các cửa trời mở ra. Hãy nhìn vào chức vụ của Chúa Giê-xu Jesus. Wow, các cửa của các cửa trời mở ra cho chức vụ của Ngài, amen. Amen. Ngài đi đến đâu, người ta được chữa lành đến đó. Ngài đi đến đâu, chữa lành về nước trời được giáng ra tại đó. Tôi nghe chưa? Amen. Ngài đến đâu, quỷ nó phải nói gì? Ngài đến làm khổ chúng tôi trước kỳ chứ. Chúng tôi biết Ngài là ai. Hallelujah. Anh em, tôi nói Chúa con, con chỉ muốn sống Chúa Giê-xu. Con chỉ muốn sống Chúa Giê-xu. Con chỉ muốn bước đi theo dấu chân của Chúa Giê-xu. Sự tên của Chúa giết chết con người cũ của con. Hallelujah. Xin lỗi của Chúa giết chết sự tham chúc trong đời sống của con, giết chết tư thuộc xác thịt của con, giết chết chúc chúc trong đời sống của con, để các tương thời mở ra trong những phước hạnh thiêng liêng ở số đồng 1. Được có một đổ đi, các phước hạnh thiêng liêng ở các nơi trên trời, phải không ạ? Chúc ban cho chúng ta. Không những thế thôi, nó có sự sức dầu. Điều quan trọng hơn hết đó là sự đầy dạy chính sự diện của Thánh Linh Đấng Christ, Đấng Hamashiach, amen, Đấng Messiah đầy dạy cuộc đời của tôi và anh em. Như vậy tôi muốn hỏi anh em, sứ đồ Phaolô nói rất rõ, những điều ham muốn của xác thịt là rõ ràng lắm, phải không ạ? Rõ ràng có là gì? Không ai chúng ta khi đọc đến Galatia đoạn 5 mà không biết rằng chúng ta có những đó, nào là gian dâm, nào là ô uế, nào là luôn tuồng, nào là thờ cúng hình tượng, phải không ạ? Nào là ăn uống, nào là ghen ghét cay đắng ngọt thù, vâng. Anh em yêu dấu của tôi, sau hôm nay chúng ta học về làm thế nào để được đầy dạy Đức Thánh Linh. Không phải bằng sự đặt tay. Tôi nói thẳng với anh em là thật này, tôi một người dặn ngay thẳng với lời Đức Chúa Trời. Nếu mà tôi tìm kiếm sự tôn trọng tôi á, thì tôi sẽ nói anh em lấy đặt tay đó hả? Nhưng anh em là người biết Chúa rồi, phải không ạ? Amen. Anh em đã là người biết Chúa rồi. Anh em đã là được người được tái sinh rồi. Anh em đã là người phục vụ Chúa rồi. Anh em là người tin Chúa lâu năm rồi. Trước khi Đức Thánh Linh đổ đầy cho chúng ta, hãy nhớ giùm tôi, phải làm trọn sự công chính. Trong sự công chính này có ba bước. Amen. Sự khiêm nhường, sự vâng lời, Và sự đắc thắng bản ngã cái tôi của chính mình. Cái thứ hai là đời sống cầu nguyện. Có bao nhiêu người thừa nhận rằng những ngày qua chúng ta yêu quý cầu nguyện nào? Anh em,
hãy trở lại đi, hãy trở lại đi, hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt này nè. Khi tôi yếu đuối tôi cầu nguyện không nổi, cái lời đó nhắc nhở tôi, ta không dạy con rồi sao, hãy cầu nguyện luôn, chớ hề mỏi mệt. Anh em cầu nguyện dễ mỏi mệt lắm phải không ạ? Cầu nguyện nó ngao ngán lắm, nó vườn cái sếp đây, thầy thì cầu nguyện, các môn đồ thì làm gì, ngủ. Anh nói không, cầu nguyện này ma quỷ nó sợ con cái Chúa cầu nguyện lắm, cho nên chúng ta để rằng con cái Chúa không bao giờ đi dự tiệc cưới mà ngủ hết á. Trưa nay chị để cho chuẩn bị điện thoại chụp hình có ai đám cưới con chị hợi mà ngủ không nha. Tôi tin là không ai đám cưới mà ngủ hết á. Nhưng mà lạ lắm, cái vô phòng cầu nguyện mới cầu nguyện chưa được 5 phút tôi thấy âm thanh lạ nó phát hiện chứ không phải là tiếng lạ. Giống như anh Hòa như mình vậy đó. Ngồi một chút là đi thăng nó mất rồi. Rồi tôi không nói rồi trở lại trên đất. Chứ bay mất rồi. Anh em, tại sao anh em biết không? Vì ma quỷ Satan nó biết một điều. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Thánh Linh hành động. Khi chúng ta cầu nguyện, Đức Thánh Linh đại diện cho chúng ta tài năng. Cho nên nó không bao giờ muốn tôi phải đến cầu nguyện. Đi nhà thờ đi. Cứ đi. Hát đi. Cứ hát. Dẫn đi. Cứ dẫn đi. Mà làm gì làm nha, ta làm cho ngươi nhức đầu này, ta làm cho ngươi rên mình này, ta làm cho ngươi ngáp. Có người đi ăn cứ bao giờ nên sao ngáp mà ăn không? Không có. Nhưng mà lạ lắm. Một phòng nhóm nghe lời chứ là cái tu quyền này, tu quyền ngáp hoài thôi. Đó là ma quỷ nó làm anh ấy. Phải được giải cứu cho thằng A-cha mẹ. Phải được giải cứu. Con TV chẳng bao giờ buồn ngủ á. Còn TV từ bộ này có một kiếp không bao giờ buồn ngủ, còn kiếp cà phê uống nữa, còn kiếp 24/7 uống nữa. Nhưng mà cái vô cầu nguyện, ôi sao mà ngủ quá vậy? Tỉnh tỉnh, nó cứ nhắm mắt. Rồi có nhiều người cũng lấy dầu cù lạt trát vô mắt nữa. Để cho con buồn ngủ mắt cũng ríu lại à. Anh biết quyền lực ma quỷ, nó bằng đủ mọi cách việc đó trong vườn Gethsemane. Ba cậu học trò rất là thân thiết của Chúa Giê-xu, Giang Phi-rơ và Gia-cơ. Wow, ngủ mà cái năng gì mắt họ đơ lắm được thôi. Anh em đã bao giờ thấy hay là chính mình à, khi mà mình buồn ngủ ai làm gì làm con mắt mình có gì mở không ra hả? Nhiều rồi, thấy buồn ngủ, em buồn ngủ lắm rồi. Anh em, đời sống cầu nguyện, amen. Đời sống cầu nguyện cho tôi nghe chưa, amen. Đời sống của mình và đời sống bước ra khỏi nước cũng là chiến thắng dục vọng của chúng ta. Chúng ta nghe chị amen. Bước ra khỏi những điều tội lỗi, bước ra khỏi những công việc của xác thịt, bước ra khỏi những điều mà Chúa không đẹp lòng. Và nếu ta hội đủ ba điều này thì Kinh Thánh Chúa nói trong Luca đoạn 4 câu 1, Đức Giê-xu được đầy dạy thánh linh từ chỗ bắt tay bằng nước, đúng không ạ? Đúng không ạ? Chúa Giê-xu đã ứng ba điều tôi chia sẻ cho anh em. À, Chúa Giê-xu đáp ứng và Đức Thánh đã không ngần ngại, amen. Đã xác chứng con người này đã đúng như vậy, 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 con người kia đã đúng như vậy, và ngài bắt đầu đầy dậy và đời sống của chúng ta trở nên nguồn phước, được phước và trở thành nguồn phước cho mọi người. Xin thánh đồng đứng lên để một chút trong sự cầu nguyện. Tôi muốn ban thờ phượng giúp cho bài hát Lòng Con Đây, xin Chúa Thánh Linh quảng cài, để chúng ta cùng thờ phượng Chúa, vừa thờ phượng vừa cầu nguyện với ngài ngay giờ này. Xin bất cứ cầu nguyện, xin ai đã đứng lên rồi, xin chúng ta nhắm mắt lại, suy gẫm trước khi mở miệng cầu nguyện. Suy gẫm là sáng nay chúng ta học, chúng ta nghe những điều gì, chúng ta được Thánh Linh của Chúa giúp chúng ta cảm động ở phần nào, thì đó là cái phần mà Chúa biết chúng ta cần. Chúng ta chuẩn bị tan vỡ hay là nước mắt nó đã rưng rưng, lòng của chúng ta được cầu nguyện ở phần nào, hãy cầu nguyện cho mình ở phần đó, amen, amen, để chúng ta được đầy dậy Thánh Linh anh em. Trong những ngày sau rút này, lời hứa vẫn còn đó, ngài đổ thần của ngài trên mọi loài sinh linh, con trai con gái sẽ nói tiên tri, bọn trẻ trai thấy đêm lặng người và cả thấy chim bao. Đừng là một cái đốc nhân mà không được đầy dậy chính Đức Thánh Linh của ngài thì một điều buồn lắm anh em. Trước nhau đến với Chúa Phật cầu nguyện. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng.
xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.